Chào các bác. Loa, loa. Và tiếp tục lại là loa. Hôm nay đã là những ngày gần cuối năm 2017 tính theo âm lịch ý. Thì rất nhiều loa đã về tại cửa hàng của chúng tôi, để mục đích chính là phục vụ cho các bác trong cái dịp chơi Tết, mua hàng sắm Tết, rồi thì chơi trong cái dịp đầu xuân năm mới. Thì tất cả những mẫu loa thì chủ yếu vẫn là mẫu loa Q92 là được các bác ưa chuộng và tin dùng. Q92 và đây một thùng Q92 nữa thì phải. Q92 đúng rồi. Đấy, Q92 và loa ZI. Đại diện cho một kênh bán hàng online chuyên về loa bẫy chim thì rất nhiều các mẫu loa các bác nhá. Rất nhiều loa, đâu đâu cũng là loa. Thì vấn đề đặt ra ở đây là chứng tỏ được một cái điều rằng là một cái đơn vị bán hàng uy tín chỉ có khi làm tốt cái công việc bán hàng uy tín với sản phẩm của mình, sản phẩm tốt cộng với bán hàng uy tín cộng với lại được các bác ủng hộ rất là nhiều thì chúng tôi mới có thể nhập được những cái cơ số loa này về tại cửa hàng của mình để bán. Rất là cảm ơn những cái tình cảm mà các bác dành cho cái shop loa bẫy chim chuyên nghiệp của chúng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế cho thấy rằng thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những đơn vị bán loa, chứ không phải là riêng mình cái cửa hàng nhà tôi. Nhưng mà cái số lượng mà chúng tôi bán thì đúng là thực sự là những cái con số ở đây, con số chính là đây, chính là đây, nhiều, rất nhiều loa. Đấy. Thì khi bán về, khi nhiều thì các bác sẽ thấy rằng là uy tín cộng với lại cái may mắn trong làm ăn kinh doanh, nhưng hơn hết là chất lượng của sản phẩm các bác nhé. Chất lượng của sản phẩm đánh giá được qua người tiêu dùng, có nghĩa là hàng tốt thì các bác mới dùng, các bác mới mua. Về cơ bản là tôi muốn nói với các bác như vậy. Thì để đặt hàng mua loa thì các bác chỉ cần alo trực tiếp cho chúng tôi, và sẽ có bà xã nhà tôi nghe điện thoại hoặc là nhân viên một cậu nữa bán hàng sẽ trả lời các bác về các mẫu loa, rất nhiều các mẫu loa cao cấp cũng như là bình dân. Để các bác mua thì các bác alo một cuộc điện thoại một phút là xong. Đấy. Rất cảm ơn thật nhiều đến tình cảm các bác dành cho cái sản phẩm loa điều khiển từ xa và loa bẫy chim bên cơ sở shop loa bẫy chim và phụ kiện các bác nhé. Và bên cạnh loa thì còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác, như là các bác nhìn thấy ở đây, tôi không giới thiệu lại nữa vì nó rất là nhiều. Xin phép các bác là sẽ giới thiệu chi tiết vào những video giới thiệu lần sau. Đấy. Xin trân trọng cảm ơn và chào toàn thể các bác.